Những trang sử được lật lên từ lòng đất Bình Dương qua các di tích khảo cổ học như Vườn Dũ, Cù Lao Rùa, Gò Đá, Dốc Chùa đã cho thấy cách đây hàng ngàn năm, con người nguyên thủy đã sinh sống và phát triển trên địa bàn Bình Dương. Trước khi có tên Thủ Dầu Một, địa danh này cũng đã có nhiều tên gọi. Cái tên Thủ Dầu Một tuy có nhiều ý kiến về sự ra đời, nhưng mảnh đất xưa với rừng cây dầu và thủ phủ thời Pháp nằm gần một cây dầu cao lớn, đó là sự thật của lịch sử. Từ cuối thế kỷ 16 đến đầu thế kỷ 17, đây vẫn còn là vùng đất của rừng rậm lan tràn. Lúc bấy giờ, trên vùng đất mênh mông này mới chỉ có một ít người dân tộc Stiêng, Châu Ro, Châu Mạ, Mơ Nông, Khmer. Họ tập trung sinh sống. Vào lúc này, lớp dân cư người Việt từ miền Bắc, miền Trung siêu tán về vùng Đông Nam Bộ, trong đó có địa bàn Bình Dương. Tìm vùng đất mới để lập nghiệp, họ bao gồm nhiều thành phần xã hội khác nhau và lìa bỏ quê hương với nhiều nguyên nhân khác nhau. Họ là những người nông dân nghèo khổ, không chịu đựng nổi cơ cực lầm than chốn quê nhà, là những người chạy trốn sự truy đuổi của chính quyền phong kiến, những người trốn lính, trốn thuế và rất nhiều. Nhìn chung là vì bức xúc của cuộc sống mà bất chấp nguy hiểm đi tìm nơi nương thân, mưu lập cuộc sống mới. Vùng đất Bình Dương, Thủ Dầu Một ra đời cùng lúc với lịch sử hình thành Sài Gòn, Đồng Nai thuở xưa. Đặc biệt, vùng đất phù sa cổ dọc sông Sài Gòn, sông Đồng Nai rất thích hợp với nhiều loại cây ăn trái đặc sản. Ngoài ra, lượng mưa ở vùng này tương đối điều hòa nên hầu hết các loại cây trồng đều phát triển nhanh. Chính vì môi trường tự nhiên mà đất này khá thuận lợi cho cuộc sống con người, nên đây cũng là nơi sớm thu hút lưu dân đến sinh cư lập nghiệp. Thời kỳ ban đầu, lưu dân người Việt, người Hoa sống chủ yếu ven sông Đồng Nai, sông Sài Gòn. Càng về sau, dân số càng phát triển do sinh đẻ tự nhiên và do di dân bổ sung. Họ mở rộng địa bàn cư trú và khai thác về phía Bắc. Nơi đây còn là đất của nhiều làng nghề truyền thống với các nghệ nhân bàn tay vàng điêu khắc gỗ, làm đồ gốm và tranh sơn mài. Từ xa xưa, các sản phẩm gốm mỹ nghệ, sơn mài và điêu khắc của Bình Dương đã tham gia hội chợ quốc tế, đồng thời cũng đã xuất khẩu sang Pháp và nhiều nước trong khu vực. Là nơi có tốc độ khai phá nhanh nhất và quy mô khai phá sớm nhất so với toàn khu vực trong thời kỳ khai phá thuộc hai thế kỷ 17 và 18. Đó chính là tiền đề vững chắc cho những bước phát triển mạnh mẽ tiếp theo của vùng đất giàu tiềm năng này. Thị xã Thủ Dầu Một với một vùng phụ cận bên bờ sông Sài Gòn có những điều kiện môi trường sinh thái đặc biệt. Cư dân Bình Dương cũng có những đặc điểm riêng từ lịch sử hình thành và lối hành xử trong cuộc sống của mình.